À vâng em trai tiến lực tiếp tục quay trở lại với uh, video ngày hôm nay và trong video này em trai sẽ giới thiệu cho anh chị mình uh, một mẫu tượng gọi là mang tính chất phong thủy rất là tốt cho gia chủ đúng không nhỉ? Đấy, ngoài cái chức năng là diện trấn trạch từ tà ra thì tác phẩm này còn mang đến cho gia chủ một uh, vượng khí rất là tốt này phù trợ cho gia chủ trong công danh sự nghiệp thăng tiến cũng như là con đường học vấn được viên mãn hơn Đã, và với một mẫu diện lục vũ thần trà hôm nay em mang đến cho quý chị mình đây được chế tác trên một phôi gỗ diện chắc rất to em nhìn cho em quả chắc này rất to rất khủng nhá và tác phẩm đương nhiên hoàn toàn nên khối cho em trai rồi đúng không đấy nắm nhìn dạo qua một vòng trước cho em em xoay vòng trước để mình uh, giới thiệu xem cái quả phôi gỗ này em nó rất là to rất là khủng đúng không đấy, đục rất là nhiều ý cái nghĩa tượng rất là phong phong thủy tâm linh trong vấn uh, về nghệ thuật điêu khắc đúng không đấy, anh mình cứ ngắm nhìn tổng quan tác phẩm cho em một lần và em trai sẽ đo kích thước để mình uh, cùng cân đối nhá đấy tác phẩm thì cũng vừa chế tác xong thôi Đấy, cao xem sẽ rơi vào khoảng là 79 một con số thần tài lớn rất là đẹp đúng không nào một tác phẩm ý nghĩa một chiều cao kích thước em nghĩ rất là đẹp này cao 79 ngang 30 và độ dày của tác phẩm độ dày tác phẩm thì chắc em nghĩ là 30 luôn độ dày tác phẩm sẽ rơi vào 27 cũng xuyên soát là 30 một uh, chiều sao một chiều cao kích thước cũng khá là cân đối đúng không nào bởi vì nó là một uh, phôi gỗ tuyển chọn một thân cây gỗ rất là đẹp đúng không nào anh chị mình ngắm nhìn tổng quan lại một tác phẩm lần nữa này và sau đó trên xin phép là uh, camera đi lại gần một chút đi để mình có thể ngắm nhìn rõ hơn về cái tác phẩm này đúng không? Với một dạng vẻ mặt hay là thần thái dáng đứng cũng rất là phiêu và thư thái thôi đúng không nào? Mặt lúc nào cũng kiểu là hạnh phúc này, khuôn mặt của cụ thần trà luôn luôn tỏ ra cái vẻ là hạnh phúc viên mãn đúng không ạ? Rất là thư thái thôi. Ngồi gọi là cụ đứng tựa vào gốc tùng, đấy, tay vắt đằng sau đấy thể hiện cái sự gọi là hành thông và cái sự gì ạ? Thông thái này cũng như sự thư thái nhất của những bậc hiền nhân ngày xưa. Đấy, ngày xưa thay kiểu đứng kiểu là tay chắp về sau xong rồi ngồi thưởng thức đấy cũng như tác phẩm này thôi đấy mặt rất là thư thái và thưởng thức cái tách trà đây đấy, quay gần hơn lại hơn nữa cho em một chút xíu đi đục cho em từ những phần uh, dâu đi đây đầu tiên thì đục cho em phần dâu lông mày hay là tóc chặt tỉa rất là gọn gàng nhá từng sợi từng sợi một sợi nào ra sợi đấy đúng không nào không nhìn không bao bị dối luôn anh chị nhìn rất là tự nhiên đúng không nhỉ không bị dối và nhìn những từng sợi ra ra sợi đấy luôn đấy khuôn mặt thì em vừa chia sẻ rồi thứ nhất là để tạo lên một khuôn mặt của thần thái thì là nét đục có phải đương nhiên là rất là tỉ mỉ rồi đúng không nào Rất cân đối luôn cái quả mặt đây hai bên đều hài hòa cân đối này đấy, khuôn diện mắt thì là, tôi gọi là hơi mở nhẹ thôi đấy gọi là phê pha đấy nói chung gọi là phê pha đúng không nào những cái phần là kể cả, cả cái phần nhăn từ chán hay khóe mi mắt thôi làm rất là chi tiết này cái màu của chắc đỏ đen thì anh mình cũng biết rồi đúng không Một đỏ pha lẫn màu đen em mình nhìn thứ nhất là nó sự độc đáo này cái nét hài hòa và nó làm những cái nét riêng của dòng chắc đỏ đen này đúng không nào rất đẹp rất giá trị đây để nhìn phần góc cạnh cho em là cũng chi tiết nhá tác phẩm độc tứ diện mà đây và đi xuống dưới cho em đi từ đập vào mắt mình luôn đúng không Đấy, anh mình có thể nhìn thấy luôn là cái phần tay ngón tay thôi làm có cái sự tự nhiên vốn có luôn ạ bình thường đây là những cái tay này làm cách tự nhiên nhất gọi là miêu tả rõ nhất gần như cái móng ngón tay của một con người rồi đúng không cái con tay trỏ này sẽ gọi là kênh lên một chút để tạo điểm nhấn lên đúng không Đấy. và cái bộ y phục y phục của cái uh, cụ thần trà này thì cũng rất là giống với cái, những cái vị quan ngày xưa ờ, đúng không? Đấy, y phục thì với uh, tà tà áo tay dài đây tay to ống tay to táo dài đúng không nào? che gọi là hút trọn một cái uh, phần tay bên trong đây đúng không? Đấy, rất uh, tiêu biểu của trang phục ngày xưa, Đấy, có những cái phần uh, châu báu uh, châu châu bộ bộ này có ngọc bội ở dắt ở cái dắt thắt lưng đúng không? Đấy, cái cái giải áo buộc ở phần uh, thắt lưng này Đấy, ta xuống này anh nhìn xem rất là mềm mại đúng không cực kỳ mềm mại và làm kinh bong nhá anh chị này, làm kinh bong luôn, rất đẹp. Đấy nhìn cái phần nếp uh, gấp thôi, nhìn rất là chi tiết đúng không Và dưới thì đang có một chú bé tiểu đồng đang hầu trà cụ đúng không nào. đang uh, bưng cho cụ một cái phần ấm trà đây. Đấy nhìn mặt thì rất là vui tươi thôi đúng không? Đấy vô tư vô nghĩ luôn, đúng trẻ con mà, đúng không Đi xuống dưới đi thì có những cái phần uh, chi tiết tiểu tiết nhỏ hơn một chút. Đấy là những cái uh, phần uh, củ nhân sâm, đấy mang lại cái sự sức khỏe sự trường tồn uh, may mắn gia chủ đây đúng không đấy hoàn toàn là một phương gỗ tự nhiên cho em nhé đúng không ạ đục tứ diện luôn này đấy, đằng sau của tác phẩm đây à, trên này nữa quên em chưa giới thiệu còn cả những chú chim nữa này ô bây giờ em nhìn thấy ra này đấy ạ phải uh, gọi là phân tích ở dưới quá đây có cả hai chú chim ở trên đó đậu trên cái cành cây tùng và cái ta uh, gọi là đây là vách đá đúng không chậu uh, gọi là cây tùng và vách đá đây rất hài hòa thôi cây tùng thì đục cho em này đúng không hoàn toàn nền khối nhá thường thường thì những cái tùng này rất là hay chắp ghép nhưng mà với cái tác phẩm này của em sẽ là hoàn toàn nền khối đúng không nào rất đẹp Đấy, chặt tỉa được cái lá tán tùng thôi đặc trưng của cái phần lá tùng là đây em nhìn xem hình tròn và cắt tỉa cho em như này đúng không cành thì rất là tự nhiên là cái mắt mắt sẹo của cây này cũng rất là đẹp đúng không nào quá dã man rồi, rất chân thật luôn bình vòng hết này và quay trở lại tác phẩm một lần nữa cho em nhé mấy chiều cao 79 ngang 30 và sâu 27 một chiều cao thước rất đẹp và wow, gì ạ vô cùng hợp lý để mình trưng kê đấy. trong những cái nơi uh, uh, mình có thể làm việc này hoặc là đúng cái tên cụ tôi thần trà đúng nhau lục vũ thần trà thì mình để những nơi gọi là uh, nguồn không khí nó không được uh, trong lành cho lắm đấy gọi là trừ gọi là mang bởi tác phẩm này nó mang nhiều cái gì uh, uh, gọi năng lượng là dương để chấn áp đi những âm đấy mình để cái, những nơi mà nó nặng khí một chút thì uh, nó sẽ rất là tốt đúng không nhỉ và cũng rất là để đến gần đến nơi quen mình thưởng trà cũng được đấy, thưởng trà mà ngắm cụ thần trà thì còn gì bằng đúng không chị mình ơi đấy rất là đẹp và với một mẫu cụ thần trà trong ngày hôm nay có bác nào đang quan tâm đến cái mẫu này không hàng chắc to liền khối đục rất là đẹp và kỹ lưỡng này đấy anh em mình có nhận xét gì thì có thể để lại em ở dưới phần comment đúng nhỉ và đầu số liên hệ quen thuộc của em trai thôi 0836776688 và xin cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em trai ngày hôm nay